hàng trăm thanh niên gồm người Việt Nam lẫn Hàn Quốc đã đăng ký ứng tuyển và phỏng vấn trực tiếp tại Ngày hội tuyển dụng nhân tài Hàn Việt ngày 4 tháng 12. Đây là năm thứ ba liên tiếp tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc KOTRA phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm làm cầu nối cho các doanh nghiệp với nguồn nhân lực trẻ và các doanh nghiệp từ xứ sở kim chi. Có tổng cộng khoảng 45 doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự Ngày hội tuyển dụng Hàn Việt năm nay với mục tiêu tìm kiếm hơn 300 vị trí từ nhân viên đến cấp quản lý. Trong đó, có thể kể đến các doanh nghiệp lớn như Hyosung, ITL, Lotte Mart, Fuji, Xerox, Chi và v.v. Có khá đa dạng ngành nghề tại ngày hội tuyển dụng từ lĩnh vực điện tử, kỹ thuật, sản xuất, thương mại, dịch vụ, logistics và cả truyền thông. Đây là năm thứ ba liên tiếp chúng tôi tổ chức ngày hội tuyển dụng nhân tài Hàn Việt kể từ năm 2013. Sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ các nhà tuyển dụng là các doanh nghiệp Hàn Quốc với đa dạng ngành nghề khác nhau từ sản xuất đến thương mại dịch vụ đang hoạt động tại Việt Nam. Ngày hội tuyển dụng Hàn Việt là sự kiện định kỳ thường niên. Đây là năm thứ ba liên tiếp tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc KOTRA phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Mục tiêu là nhằm hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc với nguồn nhân lực trẻ tại Việt Nam và kể cả những người lao động trẻ Hàn Quốc đang sống và làm việc tại Việt Nam. KOTRA dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động tại Việt Nam đang ngày càng tăng nhờ đầu tư từ Hàn Quốc đang tiếp tục gia tăng mạnh. Tính đến tháng 10 năm 2015, Hàn Quốc đang là quốc gia có lượng vốn FDI cao nhất tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đầu tư mới và tăng thêm hơn 6,2 tỷ đô la. Hiện trên cả nước có khoảng 700.000 lao động đang làm việc tại các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam.